Không, em cứ làm đi, em cứ làm đi. Ờ thôi để anh làm cho. Rồi tiếp tục. Ở đây nè, đó, đây cũng là đau cổ gáy phải không? Hiện giờ em làm sao? Mỗi hai bên đây. Ê, cái vùng trên này ha. Thì bây giờ cái thể này á, cái thể này mặc dù huyết áp thấp nhưng mà cái thịt sức khỏe vẫn còn tốt. Ha, thì bây giờ mình tả cũng được. Tại cái cơ này những người mập như vậy nè, những người có thịt da nè, cái cơ này mình tả mạnh chút xíu. Mình không có cần bổ như nãy nữa. Đó, mình chớp nha, mình chớp cho nó hơi nhanh chút xíu. Đó. Nè, nó chớp gì nữa ha. Lúc đầu là mình cũng vẫn như vậy thôi. Nhưng mà cái này thì mình làm mà mình làm chủ yếu là giãn cơ. Đau không em? Đã ha. Đó, ở cái thể này là mình phải là, nếu mà mình bổ thì mình đi nhẹ nhàng đúng không? Bây giờ tả giật rất là mạnh nè. À, tại cái dùng cơ này cứng quá nên mình giãn cơ, mình phải dập cho thật mạnh cho nó nhả cơ ra. Bởi vì hạn chế cái bấm huyệt. Mình dùng cái máy này thay vì bây giờ máy móc rất là nhiều, mình biết sử dụng nó thì như nó như là tốt rất là nhiều. Cái này mình làm vậy nè, những người mà không biết á, không biết chuyên môn á. Ví dụ như trong gia đình người ta có bị gì đó người ta biết, người ta học theo người ta vẫn làm được. Nếu mà cái cơ chỗ này á, thường thường á, nó bị căng á, thì mình cứ dập. Đó, dập mạnh. Cái thể này khi mà dập mạnh là người ta đã lắm, ta thích hơn. Còn nếu mà yếu quá và cần bổ mà dập mạnh nữa là không có im nha. Có thể là người ta khó chịu, người ta về ta bệnh nặng hơn. Bởi vì làm gì cũng vậy, mình nhớ là mình lấy cái dấu hiệu sinh tồn trước, mình coi cái thể trước mình hãy làm. Chứ thấy có nhiều anh chị là bấm huyệt, cứ bệnh nhân nói đau là nhảy vô bấm, bấm theo cái sức của mình luôn, rồi không có biết là nên bổ hay nên tả. Có nhiều người bấm huyệt ta xỉu đó là vậy đó. Khó chịu không? Rác là tại vì sao cái máy này, cái máy nhỏ nè, nếu cái máy bự nó không có rác, nó đủ lực á. Đúng rồi, làm chút xíu là nó mềm cơ hết. Thay vì bấm thì nó cực khổ lắm. Em thấy cái này em bấm làm sao nó nhảy cỡ này, đúng không? Mà khi mình dùng cái máy mà mình ăn thua vô cái dòng điện, tại dòng điện này mình chưa đi hết nên là mà nó giật gì đó. Và cái máy này máy nhỏ đó nha, máy bự nó còn giật dữ nữa, nó nhồi còn dữ nữa. À, chúng ta cứ đi theo cái sự điều mà chịu đựng của bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân người ta nói tới đó chưa có gây đau thì mình cứ tăng lên, chứ không phải là một bước một nha. Tại vì người ta cần tả càng càng mạnh thì người ta càng thích. Đó, rồi bây giờ còn mình làm dài lên, mình không cần phải làm nhiều đâu. Phong trì chúng ta cũng vẫn dập. Có nhiều nói rồi cưng. Đó, hồi nãy của công viên á là chỉ có tới mức 5 là nó hết nổi rồi. À, còn Ngọc thì nó quất tới cái mức 8 luôn rồi nè. Tùy theo cơ địa chứ không phải mình làm ai cũng như nhau nha. Đó là cách sai lầm đó. Ngày xưa anh làm bấm nguyệt dưới rồi anh hư cái bà dai, anh phải điều trị cả năm trời.
Tới bây giờ là tìm cái phương pháp khác để thay thế, chứ mình không có làm kiểu đó được. Tại ví dụ như một ngày 1-2 bệnh nhân không nói, mà một ngày ví dụ như 50 bệnh nhân, 100 bệnh nhân, em làm đường nào? Em phải cố gắng, em cố gắng lấy, không còn sức lực để làm luôn. Người thầy thuốc phải biết vận dụng đủ thứ chân để làm, chứ không phải mình nói tôi phải làm môn đó là hay. Thì mình cũng nói những cái phương pháp y học cổ truyền là phải kết hợp. Phải kết hợp nè, xung điện nè, châm cứu nè, cây chỉ nè, so bóp nè, đó. Phải kết hợp lại rồi sau đó dùng thuốc nó mới hết. Chứ không phải là chúng ta nói là chúng ta làm gì cái bệnh nhân hết, không có đâu nha. Tại vì cái tất cả những bệnh lý á đều từ bên trong đi ra hết. Bên ngoài nó xâm nhập vô không nói rồi, khi mình xâm nhập vô sâu lúc đầu nó chống nó phá rồi, bây giờ mình phải điều chỉnh cái nội tạng mình lại, điều chỉnh chỉ số huyết áp cho uống sao mà huyết áp ta ổn định lại. Tai biến cũng vậy. Quan trọng cái vấn đề ở thuốc, còn cái vấn đề tác động này là mình giải tỏa tiếp thôi. Có nhiều người cứ mơ tưởng là làm những phương pháp này hết bệnh không cần dùng thuốc là sai lầm nha. Cho nên học cái gì cũng vậy, những phương pháp này nên biết làm kết hợp với thuốc đó. Cái cơ này chỗ này còn cứng nè, một hồi mình dập lại nó cho nó mềm nè. Mình nhớ nha, mình đi khám nha, khám ở cái tay mình là biết cái cơ chỗ nào cứng nè, cứng ngắc này, thấy không? Rồi qua mình dập tiếp cái cơ này. Rát không? Rát. Nhớ là bệnh nhân cái đũa này nè, là đặc biệt là không có để cho khô nha, khô là nó rát, bệnh nhân chịu không có nổi đâu. Bên này nó bị kẹt cứng ngắc hả? Cái cơ còn cứng hiểu không? Cơ bên đây nó mềm hơn nè, cho nên người ta không có đau nhiều. Dập xong nó mềm gì là tốt rồi nè, nhớ nha, khám lại đó vẫn còn cứng, nhưng mà cái này là ở phần trên này nó đỡ rồi nè. Rồi bắt đầu qua mình giải tỏa, mình giải tỏa cái đầu này. Bóp cái tay lại. Nhiều nói nha. Được. Nhớ là mỗi lần đi là hạ xuống nha. Hạ dòng điện xuống nha, để thôi chuyển dòng điện là người ta giật cái nha. Giật mình á. Đã. Rồi, tới tay bên kia. Rồi, đưa đây. Nhiều chưa? Nhiều chưa? Rồi bây giờ con lắc cái cần cổ nha. Thử ra cần cổ mình nó còn khó chịu nữa thôi. Còn nặng nặng bên đây. Bên nào? Bên này. Rồi. Đó, nó còn nặng thì bắt đầu mình siết tiếp nha. Siết tiếp cái vùng nặng. Gắn cái. Có chưa? Có điện chưa? Chưa đâu. Nằm bên đây phải không? Nằm bên đây á thì nó lấy cái tay này, cái cổ nằm đây thì nó nằm mép bên đây. Nhớ nha. Mình tìm nữa mình làm. Có nhiều chưa? Rồi lắc lại. Nhẹ chưa? Khi bệnh nhân nói nhẹ thì thôi mình ngưng liền nha, mình không làm nữa. Mình làm nữa là nó nặng lại nữa. Đó. Thấy không, mình giải tỏa chút xíu thôi là ổn rồi đó, cần cổ rồi đó. Rồi xin kết thúc mọi người nha, mình đã hẹn clip sau mình sẽ giải thích những bệnh lý khác nha các bạn.